Bạn đang cần tìm một dòng sản phẩm sữa tắm hiệu quả và thật tốt chuyên trị các vấn đề về da nhưng đang phân vân vì có quá nhiều thương hiệu trên thị trường. Trên thực tế, sản phẩm tốt thì còn cần phải phù hợp với làn da của mình. Chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định sử dụng lâu dài đúng không nào? Nhất là đối với làn da nhạy cảm. Vậy để các nàng có thêm sự tham khảo hữu ích, hôm nay chúng tôi sẽ đem đến gợi ý về 3 dòng sữa tắm hiệu quả cho hầu hết các loại da của thương hiệu đến từ Mỹ Estée Lauder. Cùng khám phá ngay sau đây bạn nhé. Một sữa tắm hiệu quả cho da sần sùi, sẫm màu Estée Lauder loại muối biển Sea Salt và Pacific Kelp Body Wash. Như tên của sản phẩm thì thành phần chính của loại này là muối biển. Tên thành phần có vẻ không có hương lắm như một vài cảm nhận ban đầu, nhưng thực tế sản phẩm có mùi khá là dễ chịu, cực kỳ sảng khoái khi sử dụng. Hiện tại, nếu tình trạng da của bạn đang bị sẫm màu, không mịn màng hay thậm chí là thường xuyên xuất hiện những vết sần sùi thì sự quan tâm đầu tiên đó chính là cần nhanh chóng giải độc từ sâu bên trong cho da. Vậy chính xác Estée Lauder muối biển là loại sữa tắm hiệu quả cho làn da của bạn đấy. Bởi với công dụng của muối biển sẽ giúp diệt vi khuẩn, giải độc tối ưu. Ngoài ra thì các hạt li ti trong sữa tắm cũng giúp tẩy tế bào chết cho da bạn mịn màng hơn rất nhiều, và chúng còn có công dụng massage rất tuyệt nữa đấy. Hai sữa tắm Estée Lauder cam đào Eden và Bright Body Wash Spin lẻ mọn and Mandarin Orange. Trước hết thì mùi hương của loại sữa tắm này khá ấn tượng. Sự kết hợp của hai mùi dịu nhẹ khiến giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Cùng với công dụng làm mịn da, đánh bay bụi bẩn cực kỳ tốt giúp cho cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhàng sau một ngày dài. Đặc biệt với tinh chất thành phần dồi dào vitamin C cũng chính là lý do mà loại này được khá nhiều các nàng ưa chuộng vì công dụng cải thiện sắc tố da. Làm trắng vượt trội, nhưng đây là trắng tự nhiên, không gây bào mòn, kích ứng da như tiêu chí của dòng sản phẩm Estée Lauder. Cụ thể ở Estée Lauder cam đào cũng là loại sữa tắm hiệu quả, lành tính cho hầu hết các loại da và tình trạng da nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Ba sữa tắm hiệu quả dưỡng ẩm tốt Estée Lauder Coconut Water và Orchid Hydrating Body Wash Body Wash. Thành phần dược, hoa phong lan là những thành phần hoàn toàn từ thực vật tự nhiên và chúng đều được chiết xuất cực kỳ công phu. Tỉ mỉ chắc chắn sẽ đem đến cho các nàng trải nghiệm sản phẩm sữa tắm hiệu quả tuyệt vời nhất. Đặc biệt loại này có công dụng cấp ẩm rất tốt, có thể nói nằm trong top những dòng sản phẩm sữa tắm lành tính có công dụng dưỡng ẩm vượt trội trên thị trường hiện nay. Đối với những nàng nào có làn da khô thì đây là lựa chọn phù hợp để cải thiện tình trạng da của mình. Nhờ được cấp ẩm tốt thì rất nhanh thôi sẽ trả lại cho nàng một làn da sáng và có sức sống hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó về mùi hương thì với thành phần vừa có dừa lại vừa có hương hoa thoảng dịu nhẹ chắc chắn đem đến một cảm giác thoải mái. Dễ chịu thì đảm bảo sẽ khiến cho các nàng phải đắm đuối ngay từ lần dùng đầu tiên đấy.